xuống đây qua chị Thảo à, nhớ chị Thảo quá, qua chị Thảo nhớ quý nhớ chồng quá à. Qua chị Thảo nữa nha, chồng ơi chồng à, dạ chồng bị bệnh rồi, đừng có lấy chồng nữa quý, còn bị bệnh đó quý, uống viên quý còn bị bệnh đó, đừng có lấy uống với chồng nữa. Qua thăm chồng không? Rồi em xin chào anh chị trong nước ngoài nước nha. Sau khi livestream em tính sổ sách rồi cũng mất thời gian cũng gần tiếng em ship hàng rồi đó. Thì em qua bên quán chị Thảo. Thì trước mặt mọi người đây là chị Dung nha. Chị rất là dễ thương. Chào mọi người cái chị Dung. Chị Dung vui lắm. Chị Dung chỉ giờ cô hồn đi. Cái gì là trò chơi con nít là chỉ đều làm hết nè. Vui lắm, quý coi đi mấy chị vui lắm, chị là bạn của quý á. Chị bao nhiêu mùa sinh vậy? Em vậy coi đi bên thấy chị vui quá, chị học với em đúng không? Chị bao nhiêu mùa sinh? Chị có uống thuốc không chị? Nhiều khi chơi chung là uống thuốc chung luôn á. Giữa chị với em người vui lắm. Chịu uống, chịu uống. Tắt máy ngồi nói chuyện với khán giả nè chị Dung ơi. Đó, đó. Chị Dung bán vé số cho chị Dung. Không bán đi đâu quý, mua 10 tờ cho. Chị Dung đẹp trai quá à, chắc ngày. Ra đây nói là mày. Ôi chị Dung đẹp trai chắc ngày bán mấy trăm tờ quá à. 500. Ủa nhạc dữ vậy. Bà này đi số. Trời ơi, chị Dung bán giỏi dữ vậy. Với lại băng tối nữa. Mà lâu quý ông bị bệnh đó quý, ngày bán 800 tờ luôn á. Đi bán tối đi bán sáng luôn, học rồi quý bị bệnh đó. Đó không được. Hôm nay có chỗ nào vậy cô hồn nữa không chị? Ai bị chị đẹp trai quá làm với bánh mè chị. Dạp bán lại mấy tụi nó đâu. Chị đẹp quá bánh mè chị. Em còn mê, em quay đến em còn mê chị đó. Em coi đứa em còn mê chị đừng nó quấn quanh nữa. Mà lá thằng bé nó quấn đi giờ nó mê. Thì bây giờ bé bị bệnh là bây giờ thấy chị em chơi ôm môi với chị. Em khoái người vui lắm. Thôi chơi đồ chơi ôm môi với chị ok. Ôm môi với chị đó. Chị gì quanh to nè, chị Dung. Chị Dung. Chị Dung. Chị Dung có mấy đứa con rồi. Đó, hai đứa rồi. Lớn mấy đứa bao nhiêu tuổi? Lớn 9 tuổi. Rồi chồng đâu quý? Chồng quý bị bệnh rồi. Điện tử kìa. Vô thăm chồng hả anh chồng? Chồng nghe tiếng chồng ra. Nghe tiếng. Chồng nghe tiếng vợ là chồng ra rồi. Dữ ta. Trời ơi, chồng mặc đồ đàng hoàng, chồng ra mọi người ơi. Ở chồng vô sửa soạn rồi đó. À, hoàng thượng ra cả nhà ơi. À, sự xuất hiện của hoàng thượng là kìa, gặp công chúa đi. Công chúa hôm nay bị người ta tố quá trời luôn, nói công chúa thế này thế kia kìa, hoàng thượng xử đi. Tại sao chồng không qua không đi với ông tàu chứ? Ờ là ông nhập viện mai lắm rồi. Đủ ba cân bệnh luôn á. Có gì? Hoàng thượng bệnh nè cả nhà ơi. Bởi vì có thuốc khủng á, mới uống một viên mới còn mệt và bị sốt đó. Có thuốc khủng mới uống một viên mới còn bị sốt, đừng có lại uống vậy đó. Uống gì vậy? Uống nước sôi ra. Mới uống một viên mới còn bị sốt đó. Cô già chồng khỏe chưa? Bệnh rồi kìa má, hoàng thượng bệnh rồi kìa, công chúa không lo biết lo cho hoàng thượng gì hết. Vợ của quân thượng thì mới đến. Nếu chờ hỏi chăm nuôi gì, anh có khỏe không? Dạ. Ê, này ngon cơm. Dạ chồng bị chồng bị khùng, dạ cũng khùng, không có nhớ. Dạ từ sáng nó nói dạ không nhớ nữa. Dạ hả? Không mắc cái cục sạc điện thoại của con không nhớ. Mẹ con như là con. Họ mà họ hôm nay quá trời người tố công chúa luôn kìa, hoàng thượng thấy sao? Hoàng thượng không ban thánh chỉ gì hết á. Chồng hết tiền rồi, ai biểu chuẩn đi làm mới có tiền. Có đi làm mới có tiền. Đi làm rồi. Đi ra ngoài mà nấu cháo gì đâu. Chồng đừng có nói nhiều quá, chồng ngồi, chồng chỉ ngồi ở đây rồi. Dạ mà chồng muốn thấy, mình luôn lên bông cho chồng rồi. Chồng đừng có nói nhiều, chồng lên với vợ bán. Chồng lên với vợ hợp tác bán, vợ ca cho chồng được rồi. Chồng muốn ngồi em và vợ ca cho chồng, ta lên bông cho chồng. Rồi, cái gì? Ca tặng cho... Ca tiếng Việt nha.
Dạ, tiếng gì là chồng ca, vợ ca tiếng Hoa, bây giờ chồng ca tiếng Việt đây. Chồng ca tiếng Việt đây. Ờ, anh ấy, ông anh đó, nợ anh. Má sao chứ, anh gì, ca tiếng Hoa. Ô, mày chám chay. Lô la chi mê chi mông, ả tí nó y đàn mông. Yes, sir, yes, sir, bác bồi chị. Lên bồng. Lên bông cho anh bé. Lên bông cho ba triệu con. Ô, hoàng thượng hôm nay bệnh rồi cả nhà ơi, hoàng thượng không có bao ra xác lệnh gì hết. Rồi, cho người Đài Loan nghe nha. Nhớ ủng hộ bên quý. Dạ, hoàng thượng. Điện thoại đâu? Điện thoại chồng đi đâu rồi? Điện thoại chồng đi đâu rồi? Để trong nhà có rồi. Biết xài chưa? Mưa để đi chưa? Cái gì chồng mới chiếc xài nữa hả? Quân mới đâu? Dạ. Nó mệt. Không có ai mệt, chỉ là vợ với chồng mệt. Ai uống cái thuốc á, hai người bị bệnh hay chồng với chồng mệt thôi. Chị dâu có ai mệt hết. Hai vợ chồng mệt thôi. Chồng ăn cơm chưa? Hoàng thượng hôm nay có ân sủng hoàng hậu không? Ok phải không? Rồi dắt hoàng hậu vô phòng làm việc đi. Tại phải chửi mà. Phải chửi. Hoàng thượng mà sợ hoàng thái hậu cái gì? Mình là vua không có sợ ai hết đó. Ảnh kêu suối đuổi bà ra kìa, bà chửi đuổi bà ra kìa. Nếu mà bà chửi mình đuổi bà ra là bà hết chửi. Dám không? Vậy mà cũng còn sợ. Bữa hôm vợ thấy mẹ hiền quá mà. Mẹ hiền lắm. Bữa hôm vợ thấy mẹ rất là hiền. Thấy chồng còn chửi mẹ nữa đó. Mẹ hiền lắm đó. Hả? Hả? Nhà xin hỡi bà hiền. À, có nghĩa là kêu quý về làm con dâu cho bả được đó. Chịu làm con dâu không? Chịu đó. Giặt đồ nè, nấu ăn nè. Lo cho chồng. Ok luôn, biết làm hết luôn. Ok, biết làm hết luôn. Hôm qua anh cũng mất bả nói đi. Quan chồng muốn đi hòa bình. Còn bên đang này quán vợ quán cà phê này vui lắm nha cả nhà, lúc nào cũng đông người đó. Ai ủng hộ cho hoàng thượng với hoàng hậu thì giơ tay lên nha. Tại gì chị? Tại gì chị? Chị Thảo có duyên lắm, ai cũng mê chị Thảo quá. Chị Thảo đi đâu với chị Thảo à? Chị Thảo có duyên quá, ai cũng mê chị Thảo à? Chị Thảo đi anh Minh Hồ nữa. Long Hồ, Long Đặng. Long Đặng nè. Giờ mà biết khờ khờ nó là bữa nào mất tiêu luôn. Về mất tiêu. Mất tiêu luôn. Dạ vợ không có mất tiêu, vợ phải ngày nào cũng thăm chồng. Vợ nhớ chồng lắm, vợ cũng ngày nào cũng lại qua đây thăm chồng. Một, 12 tiếng rồi không thấy chồng thì vợ mất nhớ chồng lắm. Bây giờ hoàng thượng có ăn cái gì không? Cho ăn cái gì uống thuốc nè, bao cho hoàng thượng. Hoàng thượng ăn gì không? Ăn chưa? Uống thuốc chưa? Uống thuốc vô chưa hoàng, hoàng thượng? Lem bông lem bông ơi, có ai lem bông không? Thầy muốn lem bông may ra làm đi. Bị bệnh. Ngày mai đi từ thiện rồi quý ơi, mốt mới ra đi được. Đi ra làm đi. Ra làm ta lên bông cho hoàng thượng đi. Hả? Chừng nào khỏe khỏe là làm. Không khỏe được hả? Bệnh này phải tập thể dục, không có ngồi ngoài được. Bệnh của quý đi tập thể dục ngoài ngoài không được. Hoàng thượng biết sao không? Cái bệnh này mình đừng có mê tiền. Mê tiền là mình bị bệnh khùng á. Chứ đi sao? Làm đi tập thể dục, bệnh này đi tập thể dục phải làm. Không có ngồi được. Phải tập thể dục phải làm. Chị quý làm mà sao chị quý thấy mệt hoài hả? Có thuốc khùng á. Phải làm mà quay mệt. Phải đi tập thể dục, có thuốc khùng đi tập thể dục phải làm. Thế hoàng lượng. Đó, 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 bất cứ trừ gương đều nói.
Má công chúa đâu không ra giải cứu hoàng thượng, hoàng thượng gì đâu mà bây giờ á là không có tiền bạc gì kìa. Lên bông ra. Liên từ lên bông liên từ giàu lắm á bữa nay. Công chúa ra kìa. Chịu sáu rồi, thu vô rồi, trai sáu rồi. Sao con? Rồi sao con? Con ở chồng đến đâu rồi? Chồng con giờ nó đi kiếm người khác rồi hoàng thượng ơi. À, không ai hoàng thượng ân sủng công chúa luôn đi. À thấy vợ ra bắt đầu mặc hả? Nãy mặc rồi. Trời ơi, hoàng thượng giờ đừng muốn đòi làm con gái rồi cả nhà ơi. Thích mặc mấy bộ đầm không? Tặng cho mấy bộ đầm mặc nè, đi mua đồ liền. Tặng. Xàm quá. Tiện tử. Ê con. Hoàng thượng muốn cái gì? Công chúa Yến My rồi. Yến My giờ nó đi tu rồi. Bộ hoàng em buồn ở nhà. Điện thoại hoàng thượng rồi. Đâu cái điện thoại đâu rồi, đem ra coi coi còn không. Về lấy coi đàng hoàng cái điện thoại còn không, người ta đòi lại đó. Chị Jenny võ á, chị đòi lại đó. Không có không, có không? Nghe nó bán rồi phải không, hoàng thượng bán hả? Lấy da xài coi điếp đi. Lấy da xài coi điếp. À, không phải sao vậy. Hồi nãy là chị đi dọn cho nhỏ dùng ra cho quay nhíp cho nhỏ 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 nhíp cho quay nhíp lấy da xài coi đi. Hồi nãy ở chị đi dọn hỏi chú xíu tự ra hỏi dùng mà ở chim sẻ đó. À chim sẻ. Chim sẻ mình mua về chỗ nhà bé là cúng dùm cho bé. À. Ờ kêu ông Trần quay. Bây giờ chút xíu tự với ông Trần là coi chim luôn. Chim ở ngoài đây nè. Mua chim về cúng cho anh bé, cho anh ân sủng. Ủa mình đâu có xui đâu. Thả bao nhiêu con chim? Thì bây giờ có bao nhiêu? Nó bán nhiêu chục? Ok, được giá thì mua mấy chục. Một con kìa, đã nuôi một con luôn kìa má. Một câu đi, lúc đó mình đem kiếm một câu bao đúng quên tiểu tử ơi. Thôi con nói đâu, chị đi dỗ mua đó, nói chị đi dỗ đi. À, em cảm ơn chị em đi dỗ, ông tranh của dân đồ thế với mẹ em nghe, chị cúng với mẹ em nghe. Không, lại nhà em cúng, ở nhà em rồi mua trái cây cúng. Mua trái cây, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc, cúng giấy đàng hoàng. Để lát hỏi coi, nhưng mà để tối nay trả lời những dòng ngày mai quay cho Trần ra quay. Ờ đúng rồi. Bà thích cái gì đi, chim sẻ. Hay là muốn chim sẻ hay chim đại bàng? Anh vợ em thích trùng bồ câu á. Thích nuôi bồ câu? Gọi cái nhà đó nuôi bồ câu ở đâu? Thả bồ câu hay là cái gì? Phóng sanh bồ câu á hả? Thích bồ câu thì chứ ở đây. Ở ngoài đây bóng chanh được à, nó thích bồ câu bóng chanh chi nó thích thì cái nghề người kia đã chim sẻ cho ra chó lắm mà không biết sao bây giờ đi đâu chuyển hướng đâu hết trơn luôn. Thả chim sẻ còn thả cát cũng được mà bồ câu cũng được mà mua ở trong phường mình kiếm chanh luôn. Rồi được rồi, để kiếm bồ câu mua cho bé mua hai con. Ờ rồi hình chừng kết thúc clip đây nha, rồi uống nước tí xíu rồi lát rồi đi cho em chụp quay đi tới đây hát cái bài mừng mùa xuân mới. Mừng mùa xuân mới cơm nào mùa xuân mới lên xuân giàu chung sức mệt cung hỷ sân đầu tiên là tỳ dành dành qua khi mi nhìn ta chị ấy cho đến nay là